Cười hoan hỷ, cười không nghỉ, cười muốn chỉ với cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2016. Kính thưa quý vị, chương trình Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ năm 2016 do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty truyền thông Khang thực hiện. Và đêm thi ngày hôm nay là một đêm thi cực kỳ đặc biệt và chủ đề cũng đặc biệt không kém. Chủ đề: Tôi xin lỗi. Và đây cũng là cơ hội để cho những người nghệ sĩ nói những lời chân thành nhất, những lời xúc cảm từ trái tim mình dành cho quý vị khán giả cũng như là những người thương của mình đã ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua. Và con xin lỗi vì không thể là vì sao sáng ngời. Con cứ nhỏ bé mãi mãi nép trong vòng tay của mẹ. Cái gì vậy trời đất ơi? Tôi kêu tập bài Xuân Tết đi diễn kiếm tiền, không phải hát về mẹ con, cậu không hiểu hả? Nhưng mà em nhớ mẹ. Anh ơi, anh có thể giúp em đêm giao thừa em được về quê với mẹ em không? Không được. Lịch của cậu là từ 30 Tết cho đến Trung Thu năm sau luôn đó. Nhưng mà em không muốn diễn nữa, em muốn đi về. Cậu đền được hợp đồng 10 tỷ không? Hả? Bây giờ có đền em cũng phải về. Đứng lại. Nghe lời đi. Dặn rồi không nghe. Lên khách sạn của anh tắm rửa nghỉ ngơi tối hát. Nói nhẹ không nghe ưa nặng không à? Lên. Tôi nói cho cô biết, bây giờ không có giám đốc ở đây, cô không thể dùng vũ lực để khuất phục được tôi đâu. Đi. Ngập ngạt quá. Đi ra hưởng chút không khí trong lành coi. Được rồi. Anh trộm phải không? Tôi không phải là anh trộm. Cô cho tôi vô đi, chút tôi sẽ đền đáp cho cô. Khoan. Hả? Anh có phải là Kim Bắp Hủ Đằng không? Phải, tôi đây. Trời, tôi ái mộ anh lắm. Đừng có chơi ngu như vậy nữa nha. Bây giờ cô kéo tôi vào trong đi. Một, hai, ba. Kim Bắp Hủ Đằng bỏ trốn rồi anh ơi. Đi kiếm Kim Bắp Hủ Đằng đi. Mau bắt lại ngay. Dạ. Đâu có. Anh Kim Bắp ở trong đây nè. Cái gì vậy? Oh my god. Lần đầu tiên tôi đi hành nghề, khách mở hàng là thần tượng của tôi. Mày mở cửa ra coi. Ủa sao vậy? Nhưng mà có khách chị ơi. Khách cái gì? Trời, khách cái gì vậy? Anh em. Vào đây nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ôi, dạ rồi. Trời ơi. Thôi đi mẹ ơi, đi. Không có. Cảm ơn cô nha. Anh tới rồi nè, bấy đề. Anh là ai vậy? Anh là người đã bút em trên mạng đó. Ồ, người trong hình là cái cô này nè. Còn em là ai? Tôi mới là người trong hình. Còn đây là đây, hàng khuyến mãi á. Bên tôi là hàng khuyến mãi cái gì vậy? Hả? Không phải, đây là má mì. Má mì. Vui vẻ nha. Bây giờ không còn ai nữa rồi, mình tranh thủ đi em. Anh rửa mặt cho thoải mái đi. Rồi xong ra nha anh nha. Anh vô rửa mặt đây. Mà nè, hồi nãy xíu á, nhớ ngoan, anh thưởng cho nha hôn. Con nào cũng nói lần đầu. Tổng chi phí ca phẫu thuật là 20 triệu. Sau Tết chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật. Cô và người nhà đã chuẩn bị sớm số tiền này. Anh xong rồi nè em ơi. Ngoan quá. Nhớ ngoan nha. Xíu anh thưởng cho.
bên ngoài kia người ta canh nhiều quá không đi được. Ở đây là cái chỗ cho tôi kiếm tiền biết không? Đi đi, lẹ lên. Anh yên tâm đi, không sao đâu. Nhưng bây giờ ông ta trả cho cô bao nhiêu tiền? 1 triệu lần đó. Tôi trả cho cô 2 triệu. Anh trả cho em 3 triệu. Tôi trả cho cô 4 triệu. Anh trả cho em 5 triệu. Thôi nè, tôi không có cần tiền của ông nữa đâu. Hồi nãy á, ông bỏ lại đây 500 ngàn nè, tôi trả lại cho ông á. Tôi còn nhiêu đây nè, ông giữ hết luôn đi, coi như là tiền tôi bồi thường cho anh. Tôi không có phục vụ ông được đâu. Ủa, lúc cuộc tôi đi mua vui hay là tôi làm chai bao vậy ta? Muốn nghỉ sao nghỉ, có tiền là được rồi. Hồi nãy anh mà không vô đây kịp chắc tôi xong rồi quá. Còn anh nữa, không có ai làm ca sĩ mà như anh hết á. Tại vì tôi không muốn đi hát, tôi muốn đêm giao thừa được về quê với mẹ của tôi. Anh ở tận bên Hàn Quốc thì giao thừa cho anh về kịp. Thật ra quê tôi ở Cà Mau á. Cái gì vậy? Tại vì ông giám đốc nói với tôi á, muốn nổi tiếng trong cái showbiz này á là mình phải có một cái nét riêng đó, nên mới kêu tôi giả cái giọng này. À, vậy đâu phải mình tôi khổ ha, làm nghệ sĩ như anh cũng khổ chứ bộ. Ủa nhưng mà còn cô, sao cô làm nghề này vậy? Tại tôi cần tiền để... Trời ơi chị ơi, em biết nó trên này nè, cái hạng người vậy em ghét lắm. Con quỷ, dám cướp chồng chị hả? Lên, lên nhanh lên. Vô đây, rồi. Ông đâu rồi? Hả? Ông đâu rồi? Đây nè, đây là cái áo của ông nè. Ông chết với tôi. Đây, cái chân hả? Ông trốn trong đây đúng không? Ô, con gái vô duyên nhìn con trai tắm. Xin lỗi. Ủa, chồng mình đổi gu nào trời? Hả? Ủa, anh Kim Bác Hữu Đằng nè. Hả? Ủa, chồng em gian díu với anh hả? Hãnh diện vậy trời. Trời ơi. Giám đốc ơi, anh Hữu Đằng ở đây nè. Giám đốc ơi. Trời đất ơi. Đâu có ai mượn đâu bà nội. Bà đi ra bà la làm cái gì? Rồi bà la cái gì nữa? Cái người đây, sao cái chân đó? Tôi quên mất. Trời ơi, ông đi đâu nằm vậy? Nằm xuống đi, chưa có phát hiện đâu. Ông nghĩ sao? Tôi đi. Tôi nằm đấy. Con quỷ. Bị phát mày hiện rồi. Mày giúp chồng chị đúng không? Mày ra đây. Mày ra đây. Giúp chồng chị hả? Chồng bà, chồng bà ngoài ban công kìa. Ông chết với tôi. Ông chết với tôi. Chạy đi. Nhìn cái gì nữa? Chạy đi. Ở trong đây nè, ở trong đây nè. Biết ngay trong phòng này mà. Thấy chưa? Biết trong phòng. Em lộn tay. Chạy. Biết ngay lỗi anh nha. Biết ngay trong phòng này mà. Chạy đi, chạy đi, chạy nữa đi. Cuối cùng tao cũng bắt được mày, con quỷ cướp chồng chị. Nó bị gì tụi mày? Tao không biết đâu, vô bắt chạy đi anh. Hai con điên. Đừng có dơ. Nãy á là tôi thấy vợ anh ở trong đây nè. Ủa chị kìa. Em ở đây chi vậy? Ông tiếp tục gian díu với con mẹ. Phục vụ phòng hả? Ông coi chừng tôi nè. Ông quỷ. Ông giám đốc, tôi nói cho ông biết, từ giờ tôi sẽ không làm gì với ông nữa. Chào ông. Trời đều quá chạy. Bạch Lê. Lên. Dạ. Mệt quá, nghỉ mệt đi. Nè. Cảm ơn nha. Đây là đâu vậy? Xóm Nước Đen, khu nhà của tôi á. Ê, làm gì dòm ngó vậy vợ? Khi dễ hả? Tôi nhìn cảnh ở đây, tôi nhớ quê của tôi.
Vậy người mà cô muốn cần số tiền này là con cô hả? Ừ. Ngay từ lúc sinh ra, tim của bé Mèo nó đã yếu hơn những đứa trẻ bình thường khác rồi. Hai mẹ con tôi vẫn nương tựa nhau mà sống trong cái xóm nước đen này. Rồi cho tới một ngày bác sĩ nói với tôi là bé Mèo cần có 20 triệu để phẫu thuật. Nếu không thì con tôi sẽ... Tôi phải làm mọi cách để có tiền cho con tôi. Tôi ngu và nông cạn quá đúng không? À, Tết mà, người lớn sẽ lì xì cho con nít. Nè, bây giờ chú lì xì cho con nè. Thôi, nhiều lắm. Cái này á là tôi cho cháu. Với lại tôi muốn cháu nó được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Chú cho con nè. Chú, con chúc chú năm mới vui vẻ, đàn ông phát tài, trẻ mãi không già và luôn ở bên cạnh mẹ giống như con nè. Mẹ đến 1, 2, 3 gạt nước mắt rơi. Con biết con đã lấy mất nụ cười bình yên trên môi. 4, 5, 6 bàn chân ơi đớn đau xa rời. Tôi cũng phải về với mẹ của mình. Xuân ấy để dành cho con cuộc đời. Chúc hai mẹ con năm mới vui vẻ nha. Tạm biệt con. Ba chị nha. Bước thứ 10 ướt đẫm mồ hôi, nước mắt mẹ tôi. Bàn tay mẹ kéo mẹ cả trời. Sao hôm nay mẹ về trễ quá vậy? Con không có được coi pháo bông. Coi pháo bông hả? Vậy bây giờ mẹ dẫn con đi coi pháo bông nha. Dạ. Leo lên. Mẹ đến 2, 3 không biết kịp hôn nữa nè. Mắt rơi. Con biết con đã lấy mất. Ê, bé Mèo ơi! Nè, mình đến được chứ nè. Bàn chân ơi, đớn đau xa rời. 3, 2, 1 dành happy new year! Bảy bước, tám bước, chín bước, ấp ôm ngàn mơ ước, ngàn yêu, ngàn thương. Bước thứ 10 ướt đẫm mồ hôi. Các bạn có một cái tiểu phẩm rất là dễ thương và ý nghĩa. Con cũng đã đem lại được cái cảm xúc ngày hôm nay cho khán giả. Ở đây là một cái Tết ta. Thì cái lúc đó đó, Duy không nên dùng chữ Happy New Year. Nên dùng chữ chúc mừng năm mới thì nó sẽ hay hơn. Mà nó rất là Việt Nam, nó rất là hợp với cái mùa Tết của mình. Cảm ơn. Thật sự ra mà nói là từ nhỏ tới lớn thì mấy ca ở với ba nhiều hơn, không có gần mẹ. Đó, ba mẹ thì không ở chung với nhau nữa. Lúc nhỏ thì ca hay trách lắm. Hay trách là mẹ tại sao mà người ta có mẹ chăm sóc đồ này kia, còn mấy ca thì không có. Mấy ca trách đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà diễn cái tiểu phẩm này xong rồi, ca mới cảm thấy được là có lẽ ngày hôm nay cái người ca cần gửi lời xin lỗi là mẹ. Bây giờ mình mới hiểu được là mẹ thật sự ra không phải là mẹ không muốn ở gần con, mà là mẹ phải vì cuộc sống, mẹ phải mưu sinh, mẹ phải bươn chải để còn lo cho gia đình, lo cho ngoại, lo cho tất cả mọi người. Nên mẹ mới phải xa con, chứ không phải là mẹ nhìn mẹ không thương con. Mà suốt bao nhiêu năm nay lúc nào con cũng trách cứ mẹ như vậy. Thì qua cái tiểu phẩm ngày hôm nay thì con cũng xin lỗi mẹ. We'll be right back.
quý vị đến với quán Hương Rừng Lữ Quán của chúng tôi. Hôm nay quán của chúng tôi xin đón tiếp những vị khách VIP, những vị khách đặc biệt có password mới vô được. Xin mời vị khách đặc biệt đầu tiên. Quý khách tới đây muốn mua gì? À, tôi đến mua hàng, mua da cọp đó. Mua da cọp? Đúng vậy. Mua da cọp để làm gì? Trời, tôi về tôi làm mấy cái thảm lót chân đó, rồi lấy da cọp làm mấy cái ra giường. Tưởng tượng như không, tôi là người phụ nữ mặc cái bộ đầm ngủ ren đó, nằm dài trên cái ra giường màu da cọp. Trời, thấy nóng bỏng chưa? Ghê quá. Kinh. Trời ơi. Nhưng mà đẹp. Quý bà sẽ đẹp lắm. Ngoài ra chị còn mua xương cọp nữa. Mua xương cọp để làm gì? Ủa, chị làm đại lý với là phân phát cao hổ cốt mà cưng. Oh. Cực khổ lắm. Ác quá, ác quá. Ác như con cá thác lát rồi đó. Uầy, bà là ai vô quán tôi nói tầm bậy? Bà khùng nào. Giết bà. Ta là khách mà. Bà là khách à? Tiền nè. Dạ, quý khách muốn mua gì? Ta kia giỡn chơi thôi, rồi một lát ta mua. Ồ, quý khách rảnh quá. Thôi tiếp tục giỡn chơi đi nha. Để tôi làm ăn nha. Có tiền mà sao bị khùng kỳ vậy? Nói nghe nè, đừng quan tâm tới bà đó. Có tiền nhiều thì chúng ta sẽ ký kết hợp đồng mua bán thành giá. Ngồi đây chờ lấy hàng nha. Mời vị khách tiếp theo. Wow. Xin kính chào quý khách. Quý khách vừa xuất hiện là tôi biết quý khách đến từ đâu rồi. Từ đâu? Bến Thượng Hải. Nhạc bài gì là đến từ đó sao? Thì thường là như vậy mà. Chí như con cò bé bé thì đến từ đâu? Nhà trẻ. Vết thương cuối cùng thì đến từ đâu? Nhà thương. Người về từ lòng đất thì đến từ đâu nè? Nhà xác. Quý khách muốn mua gì ở đây? Gấm, lụa hay tơ? Tôi muốn mua một trái tim. Một trái tim. Có trái tim thì si hồ, vẫn nhớ thương người đi. Ôi, hát hoài vậy? Hát cho nó vui, hát cho đỡ nguôi mà. Chưa trò. Một trái tim là gì tôi không hiểu lắm thưa quý khách. Ở đây có bé trai không? Nghe danh đã lâu, hôm nay mới diễn kiến. Buôn bán trẻ mà. Phải. Không, tôi không có bán cái đó. Đó ác lắm. Nếu mà ác quá tôi mua cái khác. Mua gì? Sừng tê giác. Sừng tê giác? Phải. Sừng tê giác? Phải. Ta có. Tôi nghe nói sừng tê có thể chữa được bệnh ung thư. Có đúng không? Nè, nói cậu nghe nghe chưa? Sừng nào mà chữa bệnh ung thư hả? Sừng nào mà chữa bệnh ung thư? Đồ ngu. Ê, bà đi về chỗ. Sao? Không có bán không? Bán chứ. Nhưng mà quý khách có đem tiền đủ hay không? Chứ dạo này bắt dữ lắm, bán không có được. Nếu mà không có tiền thì tôi có thể trả cho ông Kim Cương. Kim Cương? Phải. Đại gia Kim Cương đây sao? Phải. Có bán thiếu không? Ông bạn, ý tôi muốn nói là cái đó chỉ là chiêu trò. Ông hãy nhìn đây. Bao nhiêu đây thì ông biết tôi có đủ khả năng làm gì rồi chứ? Tiền giả mày đưa tao đốt rồi mày. Mày giỡn với tao hả mày? Mày đùa. Mày thấy nước dịu chưa? Tôi không đùa, tôi không đùa. Khó khăn lắm tôi mới tới được đây. Mang tiền mặt theo cho bị giết chết hả? Tôi sẽ chuyển khoản cho ông. Chiều nay trong tài khoản của ông sẽ có thêm vài con số 0 nữa. Wow. Vậy là chiều nay trong tài khoản của ta sẽ có thêm vài con số 0. Phải. Nhưng mà trước số 0 có số nào không? Dĩ nhiên là có rồi. Có thì hợp đồng sẽ được ký kết. Và ngày hôm nay trước khi lấy hàng, quý khách hãy đến với event rừng của chúng tôi. Bắt đầu event. Hey, put your hands up there. Chiều nay trên phố mưa bay, có
sẽ sớm. Mày tới đây để làm gì? Cá độ chứ gì? Bớt la đi, mày tụt đường mày xỉu nữa đó nghe con. Kệ tao. Cá độ cái gì? Trội gà mày. Thôi mày. Ghê đại hiệp bước ra con. Con gà tào lao, gà tao xuất hiện. Bảo quả. Cưng, đá gà dắt con quả ra chi cưng? Ai nói đây là con quả? Con gì? Đây là một con gà có một con hai trên thế giới này. Cái truyền thuyết về con gà này nó dài kinh khủng khiếp. Dài không? Dài. Chị ghi lại chị tính cho. Ghi đi. Con gà này, ba nó là con gà tre, má nó là con gà nồi, nhưng nó không phải là con của bà má nó, mà nó con của bà vợ bé của gà tre. Nó là con của gà Đông Tảo. Ba nó bỏ nó rồi. Má nó không biết làm sao để ấp nó. Má nó nhờ tất cả các con vật trong rừng. Nhờ con chim cút té lên té xuống. Nhờ con đại bàng đập đầu. Nhờ con công bó tay. Cuối cùng nó là con đà điểu đó. Ê mày bị điên hả? Ông muốn chơi đúng không? Tôi chơi với ông. Chơi luôn. Có ăn không? Ăn chắc. Ăn không? Ăn chắc. Tôi bắt con bên này. Put your hands up, yeah. Còn cô bắt con gì put hands shop, bắt con gì cô? Lẽ ra tao bắt mày rồi đó, mày cứ thấp cô hoài. Vậy cho vừa mày. Chị bắt cưng. Ok. Bắt con gà nào chết, con gà nó đem vô nấu cà ri, ok. Chơi mày. Bắt đầu. Bắt đi đây. Hai con điên, tụi bay đá gà sinh hoạt hè cho mày. Mày điên à? Đá gà ăn tiền. Vô đá là lần huyết áp. Vô vô. Đá đi. Mày. Mày điên lên kìa. Gà chơi mất gà. Mày chơi chi vậy? Mày quýnh nhó. Được rồi. Mày chết con gà nào kìa. Mày chết con gà. Mày giờ nói chết gà nào. Quay lại ơi chơi rồi kìa. Kẹt nó. Bây giờ đá gà đâu, đừng qua bên, đừng qua nhà tao chơi. Tao bây giờ chơi về luôn á. Tao không hiểu mẹ người hay con gà nữa. Nó chết gà tôi mà tiền đâu. Thôi đứng đi đừng có khóc nữa. Không có tiền chung. Tôi bỏ tiền của tôi luôn. Bỏ luôn hả? Ừ. Vậy chơi trò khác. Gì nữa? Chơi trò đua chó. Dạ bây giờ đem hai con gà này vô nấu cà ri. Chó mày đâu? Đem chó ra mày ơi. Ê cưng ơi, đua chó mà sao con bự con nhỏ mất công bằng vậy? Thật ra đây là hai con chó mẹ và chó con. Ok. Nhưng tài năng của nó ngang nhau. Chơi luôn, tao bắt chó mẹ 500 triệu. Tôi bắt 1 tỷ. Trời ơi, đại gia Kim Cương bắt chó con tỷ bạc à, trời. Chỉ bắt 10 ngàn. Biên đề hả má? 10 ngàn đô. À, vậy mới được, tất cả đi qua con chó bên kia đúng không? Đúng rồi. Ok, luật chơi như sau. Con nào đua về đích sau, con đó sẽ bị làm thịt cày tơ bảy món đãi cả quán ăn luôn, ok? Làm ok! No, ok! No, ok! Trời ơi! Đừng mà! Đừng làm như vậy! Đừng làm vậy! Tao thề tao không ăn thịt chó nữa! Đi vô! Bắt đầu cuộc đua! Con gái! Bắt đầu tiếp! Dặn nè, một chút xíu nữa hai mẹ con mình sẽ chơi chạy đua! Con dạ. Cố gắng! Con chạy con thắng mẹ nha! Nếu mà con thắng mẹ, mẹ sẽ thưởng cho con nguyên một cái xương bự thiệt là bự nha con! Dạ! Con sẽ cố gắng chiến thắng! Con sẽ cố gắng! Chuẩn bị vô cuộc đua. Tao mà thua là biết tao nha. Bắt đầu. Cố lên con gái. Cố lên. Chạy lẹ lên coi. Trời ơi. Mất biết bao nhiêu tiền của tao rồi. Ủa nó chạy hết rồi. Mày chơi tao. Mày Trời ơi. Sao mà ác dữ vậy? Trái đất rồi đây sẽ đảo lộn. Ah!
làm tao mất mặt với khách hả mày? Hả mày? Bây giờ mình chơi trò người nha. Ra đây. Chơi trò gì? Nào, chúng ta sẽ cùng đua người. Đem người ra. Trời vui nè. Chị chó. Hai con người này sẽ đua với nhau. Cá độ đi, giá khởi điểm 500 ký xương. Ủa sao con bự con nhỏ vậy? Cha con với nhau đó. À. Bắt cá con đi. Bắt con này 500 tấn xương. Woo, ok. Hai con người lại đây. Bây giờ hành trình đường đua sẽ bắt đầu thay đổi. Sẽ chạy một vòng. Người nào thắng, người đó sẽ được giữ lại trong quán này. Người nào thua sẽ bây giờ vô bàn hợp đồng cái đã. Nhanh lên. Con trai, con có nghe ba dạy không? Dạ. Con phải đua về đích thật sớm. Đua về đích càng sớm càng tốt. Bỏ mặt ba, không quan tâm tới ba. Con phải về đích trước thì ba sẽ tặng cho con một món quà đặc biệt. Đồng ý không? Đồng ý. Yeah. Nhanh đi. Bắt con bự đi. Dạ. Nào, chuẩn bị. Một, hai, ba, bắt đầu! Yeah! Woo! Woo! Yeah! Chạy lên! Nhanh lên! Nhanh lên! Mày! 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 Thắng rồi! Trung Sương! Trung Sương! Nhanh! Nhanh! Trung Sương đi bà chủ! Thằng nhỏ kia mày làm tao thua! Đem nó vô trong! Mày làm tao mất tiền, mày làm tao mất khả năng. Mày tụi bay đâu? Sự thằng nhỏ, nhanh. Ê Quang, Quang. Cái gì vậy Tê Giác? Nó chỉ là con đít thôi mà. Mình làm như vậy án lắm á. Các thú sao vậy? Các thú bị gì vậy? Các thú đã quên là con người đã đối xử với chúng ta như thế nào sao? Hả? Các thú nhớ lại đi. Tê Giác, nhớ lại đi. Tôi nhớ mà. Con người độc ác, họ đã giết cha tôi chỉ để lấy sừng. Vì họ tin rằng sừng Tê Giác có thể chữa được bách bệnh. Rồi họ giết luôn cả gia đình tôi. Nhưng mà con người ơi, con người đâu có biết là sừng Tê Giác cũng giống như móng tay của con người đâu. Móng tay của con người mất đi thì con người còn sống. Còn sự của tụi tôi mất đi á thì ta chết còn hơn nữa. Tôi cũng vậy á. Bữa đó mẹ tôi đang trên đường dắt tôi về nhà, người ta bắt mẹ tôi, giết mẹ tôi tại chỗ luôn, lột da, còn chặt hết xương của mẹ tôi nữa. Nói là về làm cao hổ cốt gì đó, mà người ta đâu có biết là mẹ tôi bị loãng xương. Tôi cũng đâu có khác gì đâu. Vợ tôi ngủ quên, sáng đi chợ sợ trễ đi đường cao tốc. Đang đi chơi đụng cái đụng biết chơi kiếm gì nữa. Ta chạy luôn. Nguyên người ta xúm lại, người ta hỏi thăm chiếc xe, hỏi thăm chủ xe. Mà không một ai ngó ngàng gì tới vợ tôi luôn á. Nhưng mà rồi cũng có người thấy. Họ từng bước lại lấy dao xẻ thịt vợ tôi tại chỗ. Mà dẫu khi đó vợ tôi vẫn còn sống mới tức chứ. Má, tôi đẻ rớt tôi trong khi người ta đưa tôi vào lò mổ. Rốt cuộc ông chủ này cũng lụm tôi về, rồi nuôi tôi khôn lớn. Nhưng rốt cuộc tôi cũng chỉ là trò mua vui cho ông ta mà thôi. Tại sao vậy? Con người thường nói con chó
con chó là vật nuôi trung thành, là người bạn thân thiết. Tại sao? Tại sao con người lại ăn thịt bạn? Tôi xin các cô, con tôi chỉ là một đứa bé thôi, nó không biết gì hết. Tôi sẽ dạy nó sống nên người, sống đàng hoàng tử tế, chứ không phải một người tệ hại như bản thân tôi. Các thú ơi, tha cho con tôi đi. Tôi đây, lột da tôi đi, xé thịt tôi đi, đừng hành xử con tôi. Các thú muốn tôi phải làm gì, các thú mới tha cho con tôi? Các thú muốn điều gì ở tôi? Một lời xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Con người ơi, đừng tiếc gì một lời xin lỗi khi mình làm sai. Và quan trọng hơn hết là mình phải biết sửa sai và đừng bao giờ tái phạm. Hãy trao cho nhau những lời xin lỗi tận đáy lòng. Tôi xin lỗi. Xin lỗi con. Chú xin lỗi con. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để xóa quên đi. Để xóa quên đi. Cảm ơn Gia Bảo. Để mà làm về môi trường thì thật sự nó rất là ít. Ngày hôm nay Gia Bảo đã chọn cho mình cái tứ này, tôi thấy là khá là tốt. Nói để tập trung tiếng cười riêng cho Bảo thì nó không nhiều, nhưng mà Bảo vẫn là một cái mạch nối giữa tất cả những diễn viên khác, mà một cái mạch nối là tôi cho nó là chặt chẽ. Anh không thích cái câu là tôi xin lỗi, anh lại thích cái câu là tôi nợ một lời xin lỗi. Bởi xin lỗi bao nhiêu cũng không hết, và từ cái nợ đó mình bắt đầu mới sửa mình, nó sẽ đã hơn, tôi thích tư thế hơn. Bởi vì có nhiều người xin lỗi rồi xong rồi cuối cùng vẫn làm sai thì sao? Lời xin lỗi ai nói cũng được, nhưng cái quan trọng là có thực hiện được hay không. Cảm ơn nhà bạn. Xin mời nghệ sĩ ưu tú lên rất nhiều. Nhân đây cũng gửi đến một lời xin lỗi cho con mình bé Remy, là con của Bảo và Hiền, là tại vì ba má rất là nhiều công việc cho nên là chưa dành trọn thời gian cho con. Anh Bảo nói là anh Bảo xin lỗi bé Remy thì thực ra không phải đâu, tại vì Hiền thấy được là anh Bảo vẫn tranh thủ chơi với con rất là nhiều, ví dụ thời gian nó ít lắm, nhưng mà trên sân khấu thì ảnh luôn cháy hết mình, nhưng mà về với gia đình thì ảnh cũng dành trọn tình cảm ở đó. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình truyền hình nổi tiếng nhất gì hiện nay, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và tôi, MC Hoàng Hacker, chào mừng đến với Ăn Xin Nhé. Tuần này chúng ta sẽ đến với một quán mì lề đường có từ rất lâu, nổi tiếng với hương vị đậm đà và phong cách phục vụ tận tình chu đáo. Xin mời đến với quán mì Hậu Đậu. À, dạ, xin lỗi hai vợ chồng em lỡ tay. Và đó là đặc trưng của quán mì Hậu Đậu. Chị ơi, sao quán mình đông khách vậy chị? À, quán em đông khách là tại vì quán em buôn bán dựa trên một phương châm là rộng rãi,
chị có thể nói rõ hơn. Dạ, có nghĩa là người ta đến đây ăn một tô mì, khi người ta xin cái gì em sẽ cho. Người ta xin một miếng thịt, em sẽ cho hai miếng thịt. Người ta xin một miếng giá, em sẽ cho một ký giá. Người ta xin một chén nước lèo, em sẽ cho một tô nước lèo. Chị ơi chị, em ăn mì sao em không có nhà? Sổ đỏ nhà chị nè, em chạy lên phường đổi tên đi em. Được, có nhà thôi. Ôi dạ. Theo rộng rãi chưa? Dạ. Dạ. Với cái phong cách phục vụ mà xin cho anh vậy á, thì chị dự tính là khi nào quán mình phá sản? À, một câu hỏi rất là có duyên, chắc chắn em sẽ trả lời. Dạ. Nhưng mà trước khi trả lời á, em muốn hỏi anh một câu được không? Dạ được ạ. Ba má anh lấy nhau lâu chưa? Dạ 30 năm rồi. À, định khi nào ly dị? Chứ gì chị? Khi nào ba má anh ly dị quán mì em phá sản? Chị vui. Câu hỏi kế tiếp. Dạ. Bí quyết gì khiến cho quán mì của chị luôn luôn đông khách? Thật ra quán mì của em đông khách là có một lý do, và lý do đó được bắt nguồn từ ông cố nội của em. Bây giờ chúng ta sẽ được xem tái hiện lại bởi chồng em. Đã từ rất lâu rồi, ông cố nội của em là một thợ làm mì rất giỏi, và mọi người thường gọi ổng là anh đầu bếp. Một nhiều quá. Trứng gà cộng với bột tươi 8 cân 4 lạng mới là mì ngon. Nước lèo nấu đúng chu kỳ, nửa đêm sương xuống kiên trì ngồi canh. Nước lèo cộng với mì tươi, thêm 4 lát thịt mới là mì vàng. Mất tiêu. Nhưng xui thai, vào một ngày nọ, khi ông đang ngồi kéo những sợi mì, bỗng nhiên ông mệt quá. Mệt chết đi được. Và ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì ông không biết là mình đã kéo những sợi mì này hay chưa. Mình kéo nó chưa ta? Và ông quyết định kéo tiếp. Hình như là chưa đâu. Kéo đến một lúc nào mệt rồi ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy kéo mệt ngủ giống như một chu kỳ. Và đến một ngày ông kéo mệt ngủ và không bao giờ dậy nữa. Chết đi. Kể từ đó em đã mất vĩnh viễn ông cố nội này trên cuộc đời. Nhưng cả gia đình em đã có được một sợi mì dai gia truyền. Chị, vậy là sợi mì của chị chưa có xài được chứ không có ăn được. Nè, đừng vội vàng và hấp tấp. Đây, em có một nhân chứng sống. Nguyễn Văn Rảnh. Bác bao nhiêu tuổi? 70 tuổi. Bác ăn ở đây được bao lâu rồi? 10 năm. Chuyện này là sao chị? Đó là cái lỗi của tôi. Cách đây 10 năm, tôi đã lỡ tay trụng nhầm một cọng mì dai gia truyền cho bác. Nhưng đã nhiều lần tôi khuyên bác là bỏ tô mì đi, tôi sẽ trụng một tô mì đàng hoàng cho bác. Nhưng bác quyết tâm không bỏ và nói là phải ngồi ăn hết tô mì này, tại vì bỏ tội. Vậy thôi á, em hỏi một câu cuối cùng. Em nghe nói là khách tới đây ngoài được thưởng thức mì thì không biết còn được thưởng thức cái gì nữa không ạ? Trời ơi, vợ chồng tôi là nhiều tài lẻ lắm đó. Vậy hả? Là khách đến đây không những thưởng thức mì đâu nha, mà có thể coi văn nghệ được luôn á. Dạ dạ, vậy bây giờ muốn coi không? Dạ dạ muốn, muốn rất sẵn lòng. Xem nè. Dạ, xin mời anh chị. Hello chị hai. Hello anh Bảy. Trời đất ơi, chị đi đâu mà trên mặt của chị phấn đấu phấn khởi quá vậy? Trời, anh Bảy đi đâu mà mặt anh Bảy nhìn hài hước không hỉnh quá vậy? Tôi đi ăn đám cưới thằng ba. Còn tôi đi ăn đám ma thằng ba. Ê, cho tôi gửi lời chia buồn tới thằng ba nha. Còn cho tôi gửi lời hỏi thăm tới thằng ba nha. Anh chị, đủ vui chưa em? Vui chưa? Phải có một cái chút gì đó ý nghĩa lắng động chứ. À, là bây giờ muốn cảm xúc, muốn lắng động hả? Dạ dạ đúng rồi. Rồi rồi rồi, được rồi. Xem nè. Hello chị ơi,
vậy? Chị đi đâu mà mặt của chị phấn đấu phấn khởi vậy? Anh Bảy đi đâu mà mặt anh Bảy hài hước hôn hỉnh vậy? Tôi đi ăn đám cưới thật ba. Còn tôi đi ăn đám ma thật ba. Chị cho tôi gửi lời chia buồn tới thằng ba. Thôi, dạ, em đã có đủ dữ liệu để em về em dựng clip rồi. Cảm ơn anh chị. Nghĩ làm sao hả? Quán mình buôn bán được rồi thì bây giờ cứ buôn bán rồi kêu phóng viên lại đây làm chi nữa? Nãy giờ tốn thời gian không có làm được cái gì hết trơn á. Được chứ. Ai vậy? Xã hội đen. Sáng giờ buôn bán hủ tiếu thấy phóng viên lại phỏng vấn ghê gớm, chắc nhiều tiền lắm. Cho tiền bảo kê đi. Từ trước tới giờ khi tôi buôn bán ở đây chưa một ai bước vô đây đòi tiền. Vậy là ngươi chưa biết tiền sử của ta à? Ta tên là Lạc Trôi. Bởi vì ta chính là một kẻ trôi sông lạc vợ, thất lạc gia đình từ nhỏ. Trong đó có một đứa em. Tính cách của ta là ta lạc trôi tới đâu thì ta đòi tiền tới đó. Hôm nay ta lạc trôi tới đây, mày mà không đưa tiền cho tao là cái quán mì của mày cũng lạc trôi theo cái tên của tao luôn đó. Anh biết rồi, anh sẽ đi xuống nấu mì, em giải quyết đi. Nè anh Trôi, anh chưa biết tôi là ai cho nên anh mới tới đây đòi tiền quán mì của tôi đúng không? Mày là ai mà ghê dữ vậy? Vậy là chứng tỏ anh chưa biết nguồn gốc quê quán của tôi ở đâu. Quê quán của mày ở đâu mà tao phải sợ? Tôi sẽ hát một bài hát, anh đoán thử con quê tôi ở đâu. Mời mày hát. Baby, I'm so lonely, 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 lonely. Cái bài này quen đó mà qua cái miệng mày ca tao thấy nó lạ quá vậy. Tao nhớ rồi, đây là bài Lonely của nhóm nhạc Hàn Quốc 2NE1 à? Đúng. Vậy là ý mày nói mày người Hàn Quốc hả? Sai. Lonely là cô đơn, nhà mày ở Cô Bắc, Cô Giang hả? Sai. Chứ quê nhà mày ở đâu? Long An. Đừng có xàm nha, nãy giờ trong bài hát tao không hề nghe chữ Long An nha mày. Nghe lại nè. Baby I'm so Long An, Long An, Long An, Long An, Long An. Ê, nãy có ca câu đó hả? Hồi nãy là tại vì tôi liếng lái cho nó hay thôi. Bây giờ tao hát đúng cái nghĩa của nó đó. Long An. Nó nghe nãy giờ ví dụ tôi liếng qua quê tôi cũng được. Vậy ví dụ là Baby I'm so Long Xuyên, Long Xuyên, Long Xuyên, Long Xuyên, Long Xuyên. Có sao không? Nhảm nhí ai người tàu lao, ôi quê ai sao là hát vậy chứ tôi cũng hát được cái Baby I'm so đi an giang an giang an giang an giang. Quê đâu? Ngã năm chuồng chó. Cái gì vậy hả? Cái gì vậy hả? Tới đây là để tôi thu tiền bảo kê, bây giờ có đưa cho tôi không? Không đưa. Không đưa đúng không? Không đưa. Đập quán. Được rồi, bây giờ sao? Em đi kêu công an nha. Không, đừng có đi kêu công an. Chứ bây giờ nó là đập quán mình kìa. Không, bây được, giờ... đừng có đi kêu công an. Tại sao không được kêu? Bởi vì đây là anh trai của anh đó. Anh không nhận ra em sao anh hai? Không thể như vậy được. Phải. Không phải. Tại sao? Em tôi là con gái. Thời gian dần trôi, em đi chuyển đổi giới tính rồi. Trời ơi, vậy là bao năm nay hai đứa mình là chị em mà tôi không biết. Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao không nói cho tôi biết chuyện này hả chị?
bà cũng đâu có hiểu đâu. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi, còn anh với em yêu nhau thời chưa có 3D mà. Vậy em chính là em gái của anh. Anh trai. Em gái. Ê khoan, xí 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 đi. Hôm bữa má ông ngồi khóc với tôi lắm luôn á. Nói là bà bị hiếm muộn đẻ được có mình ông hả? Thì bữa bà buồn rồi, vài bữa sau bà vui bà đẻ thêm đứa nữa đó. Ờ nếu bà đẻ đứa nữa nó là em ông chứ sao là anh ông được? Cứ biết vậy đi đừng có hỏi nữa. Ờ? Nhưng đây là anh nhận lộn rồi. Không có lộn đâu, biết vậy đi đừng có hỏi nữa. Đó nói là nhận lộn rồi. Xí xí cuối cùng là sao? Em gạt anh á. Đứng dậy. Thôi đi. Dám đụng chạm vô nỗi đau tận trái tim của tao mà làm trò cười à. Tụi bay bao quanh khắp nơi đây không cho đứa nào ra hết, tao phải xử hai cái đứa này. Không không không, nè đừng, anh không được đụng tới chồng tôi đó. Nè mày là con gái kia, mày ra chỗ khác nè. Không, nè anh không được đụng tới chồng tôi. Đừng mà em gái. Là em gái của anh, đúng rồi, em là em gái của anh. Nói cái gì vậy? Trên cánh tay em có hình xăm hai câu thơ. Như đáp hai câu thơ này với hai câu thơ của anh sẽ ra một bài thơ nói về công thức nấu mì của gia đình ta. Trứng gà cộng với bột tươi, 8 cân 4 lạng thì mì mới ngon. Nước lèo nấu đúng chu kỳ, nửa đêm xuân xuống kiên trì ngồi canh. Em gái. Anh trai. Trời, tìm được em vui quá em gái. Anh trai. Khoan, tất cả hãy dừng lại. Bác rảnh. Chú là chú của hai con. Mười năm qua chú ngồi đây ăn mì, 10 năm, 10 năm chưa ít ỏi gì, bởi vì chú cảm nhận được hương vị mì quen thuộc ở đây. Câu chuyện vừa rồi hai đứa kể, chú chắc chắn rằng hai đứa là cháu của chú. Không thể nào, làm sao tôi có thể tin ông là chú ruột của tôi chứ? Nước lèo cộng với mì tươi thêm 4 lát thịt mới là mì da. Đúng rồi chú. Giao. Chú. Con là anh trai trong gia đình mà không chăm sóc được em gái, con xin lỗi. Không, con mới là người có lỗi. Bao nhiêu năm qua con có mắt như mù, sống bên cạnh chú mà con không nhận ra chú để báo hiếu cho chú. Con mới là người có lỗi. Không, anh mới là người có lỗi. Anh là chồng của em mà không biết gì về gia phả nhà em, để cho em phải đi nhận từ lừa hột dưa làm bà con. Anh đúng là thằng chồng vô dụng. Anh mới là người có lỗi. Không, chú mới là người có lỗi. Tại vì chú nhận tụi con quá trễ. Nếu như chú nhận tụi con sớm hơn thì thằng anh mày đâu phải là giang hồ, còn em đâu phải đi buôn bán như vậy, còn thằng này đâu có lùn như vậy. Chú, để kỷ niệm ngày chúng ta gặp lại và xóa bỏ hết những lỗi lầm quá khứ, con sẽ đổi quán mì của mình thành tên Mì Đoàn Viên. Bữa nay các bạn có một cái câu chuyện nó cũng khá là dễ thương. Mạch dẫn chuyện của các bạn nó rất là hợp lý. Cái phần hỗ trợ của các bạn cùng chung với Buka đó, cái phần đó quá tốt. Còn về Buka thì bây giờ em cũng đã kìm nén lại, bớt cái bản năng của mình lại, để bớt cái sự ồn ào đó đi. Và chính cái, bớt cái sự ồn ào đó nó đem lại cho em nhiều cái hiệu quả sân khấu hơn. Cảm ơn Buka. Trong
suốt quá trình, trong suốt chương trình của Xuyên Việt, Jabuka gửi lời xin lỗi đến quý vị khán giả đã quá yêu thương và kỳ vọng vào Buka, mà có thể là có những lần Buka đã không làm tốt được như những gì mọi người kỳ vọng. Thật sự là khả năng mỗi người có một giới hạn, và riêng Buka cũng vậy. Buka chỉ biết làm hết sức mình thôi, nhưng mà cái sức của Buka tới đó nó không được hơn nữa. Cho nên là nếu như Buka có làm khán giả thất vọng thì xin quý vị khán giả hãy bỏ qua cho Buka. Và cho Buka gửi một lời xin lỗi nữa, đó là gửi lời xin lỗi đến ba mẹ. Cho con gửi lời xin lỗi đến ba mẹ, đến gia đình của mình. Ở vòng thi tôi chưa từng, lúc đó Buka chỉ muốn cái gì mình thích, cái gì mình làm cái đó, muốn cho mọi người biết là mình có thể làm được. Mà lúc đó không hề nghĩ đến cảm giác của ba mẹ, bỏ qua cái sự quan tâm lo lắng của ba mẹ. Cho đến khi chương trình phát lên thì ba mẹ thấy là mình xoay ở trên không như vậy, ba mẹ rất là lo và gọi điện thoại lên nói chuyện, là cảm thấy lo lắng tại sao lại làm như vậy, hãy hứa là mai mốt đừng có làm những cái trò như vậy nữa. Thật sự là những cái lời la đó là Buka đau lắm. Có nghĩa là khi mà mình cảm thấy thích một cái gì đó và tự mình làm, mà mình không nghĩ đến cảm giác của người thân của mình như thế nào, họ thật sự rất là lo lắng cho mình. Nhân đây thì con xin gửi lời xin lỗi đến ba mẹ, gửi lời xin lỗi đến anh chị, đến gia đình mình. Chợt nghe lòng phơi phới, trường mới, bạn mới và tất cả đều mới, những chiếc áo dài thước tha lướt qua. Ôi thật là xinh quá, vui quá. Trường mới, bạn mới, chỉ có hai đứa mình là cũ. Cũng sao lại cũ? Lại lớp 4 năm hỏi sao không cũ. Ha. Ê mà bà, mình mà càng ở lại lớp càng lâu á thì mình càng được gặp trai trẻ. Kìa. Trai trẻ kìa. Dù miết xuôi tóc của em xuôi tóc mềm mại như nhung. Nắng chiều vui, nắng chiều đang buồn. Em có sao không? Không, em không sao. Em mà có sao là anh lo lắm đó. Em không sao. Em không sao. Nó là gì má? Trời đất ơi, mày nhìn kỹ. Ủa bà, trường mình có mua đôi nước hả? Không, người yêu tao. Người yêu của bà? Ê, dọc kia. Trời đất ơi, mày la to lên như vậy, nó quanh tao sao? Chị ơi, em đứng đằng xa xa, em nghe chị gọi em. Dạ, mà chị gọi em qua để chị đánh em. Rồi, hai anh chị đánh một mình em. Nhìn anh chị có vẻ mạnh mẽ, thân gái yếu đuối như em làm sao chống chọi lại nổi. Em có mỗi cái tà áo dài nè, không mấy, anh chị chờ em chút. Em cột áo dài là em solo với anh chị. Em à, em không có được đánh nhau. Anh này, em phải tự vệ chứ người ta đánh em mà. Vậy em có thể đánh nhau mà không mặc áo dài được. Anh nói chuyện với kỳ cục vậy mà. Tại vì như vậy nó sẽ đắt áo dài. Mà anh thích áo dài á. Trời ơi. Em, chúc mừng em đã về đội của chị. Chị ơi, em về với đội của chị đây. Trời ơi, bởi vì người ta nói mà, râu chưa chắc là đàn ông đâu, còn mặc áo dài chưa chắc là con gái đâu. Ê, cái gì vậy bà nội? Trời ơi, tôi đang bên giật ai ngủ thôi mà, tự nhiên cái chửi bới ta làm sao? Bởi mới nói đi, cái thế giới này cuối cùng là của ai? Của hai ta. Thế giới này là của anh và anh có quyền đi với em, bật sáng tất cả đèn xanh. Anh chạy thật nhanh với em kế bên vai và chai champagne em cầm trên tay. Hết đêm này, uống đêm này, đến ngày mai ít vài chai. Em thích gì anh cho đó. Anh nói tôi thích cái diện cho tôi cái đó đúng không? Chưa cần... hát hết lời được cách rồi. Bây giờ á, tôi chỉ cần anh tránh xa tôi ra. Chừa đường cho tôi sống, cho tôi buôn bán làm ăn là tôi mừng lắm rồi. Bán chung mà. Bán chung gì bán chung? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Cứ tôi đi ra tôi bán món này, anh bán chặt chém món nọ. Có bao giờ anh chừa đường cho tôi sống đâu mà kêu là làm ăn chung? Hồi nào? Cái hôm bữa mà tôi lên trên chùa tôi bán cá đó, anh bán cái gì? Đúng đó, tôi nhớ rõ ràng cô bán cá, còn tôi là tôi bán vợt nha. Tôi bán cá, anh bán vợt đó mọi người, để tôi kể cho nghe. Tôi bán cho người ta con cá, người ta cầm con cá, người ta lên trên đầu sông á, người ta thả con cá xuống,
con cá nó bắt đầu bơi 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 bơi. Tôi giật lên, tôi chán quá, tôi đâu có dám bán nữa. Tôi tự bắt con cá, tôi lên trên đầu sông á, tôi thả con cá xuống, con cá nó lại bơi bơi bơi. Tôi à, tôi biết nó sẽ giật con cá của tôi, bởi vậy tôi cầm cục đá để chọn một cái bập đầu con cá xương chù. Dù kể từ đó nhân loại của con cá là hắn hả? Mình cùng đi buôn bán ngoài đường á, thì chừa đường cho bạn bè mình sống với. Tôi dạt thì trước cổng trường tôi bán sách rồi. Thì hôm nay làm ơn để tôi yên đi, đừng có nói ra đây bán buôn chặt chém tôi nữa nha. Chặt chém gì cô bán sách thì còn tôi bán dù mà. Hú hồn luôn á trời. Lần đầu tiên thấy anh giống loài người. Anh bán cái này đi thì mình mới làm bạn bè tiểu thương với nhau được. Ừ. Thương nhau mà sống biết không? Ừ biết rồi. Các em ơi, mua sách đi nè. Quyển sách hot nhất của mùa hè năm nay. Phía trước một cô gái chỉ 40.000 đồng. Mua hộ chị đi. Đi chứ một dạ. Con gái 40.000 đồng không kia lắm, mua. Dạ đúng rồi. Ờ chị ơi bán em đi rẻ quá à. Đúng rồi trời ơi mua liền đi, nó đang hot dữ lắm. Đằng trước một cô gái, đằng trước một cô gái chỉ có 4.000 cho thuê 4 tháng. Trời ơi 4.000 thuê 4 tháng kìa. Trời ơi anh ơi bán em, bán em, bán em. Ừ. Cô này được không? Ồ. Ở giữa một cô gái, quyền thoại văn học thời đại, ở giữa một cô gái. Sách đâu? À, dạ sách nó chưa phát hành. Bà điên à, qua đây mua tụi bay. Ờ mua sách của tôi đi, đừng mua sách diễn tưởng nha. Để yên cho tôi làm ăn nghe chưa? Thì bán đi. Em phía sau một cô gái chỉ 40.000 đồng. Phía sau một cô gái 40.000 đồng. Ủa vậy là tôi có 40 quá hả? Tôi mới được 50 chứ. Đằng sau một người đàn ông chỉ có 4.000. Hey! Bà làm như bà xe túc túc vậy bà nội. Em đưa anh 20 được không? Được. Để sao nữa? Ở bên anh 80.000. Điên hả? Cho thuê sách chứ đâu có cho thuê sát. Bởi vậy anh bán buồn sao mới gặp khách như vậy đó. 100 người bán dạng người mua, tôi chấp anh luôn. Để tôi đi mời người khác. Ừ. Em ơi, chị xin lỗi, sách này không có hợp với em đâu. Em đọc cuốn này đi hợp hơn. Cuốn gì? Quỷ nhập tràng. Trời. Nó phù hợp với mấy cái con quỷ mà là nó 4 năm trời không có lo học hành á. Suốt ngày vô trường là bắt đầu tụ tập đánh lộn, đánh lạo, cặp bồ, cặp bạch, không có học hành gì hết trơn. Đọc ê, 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 cuốn sách này phù hợp với hai người nè. Cái gì vậy? Những con quỷ nó chuyện với nhau. Làm cái gì vừa vừa thôi. Chứ khách khứa ta tới không bán buôn đi chặt chém ta. Cho cuốn sách đọc đỡ buồn nè. Sách gì vậy? Khi đàn ông có bầu. Đi điên à. Tìm cuốn sách này bữa giờ. Trời ơi. Cái cuốn sách là được rồi. Ê mưa kìa, mưa rồi để tôi dọn sách tôi vô coi nè. Nè, anh làm cái gì vậy? Anh định qua đánh sách tôi đâu ngoài mưa đó hả? Nè ra đi. Thôi 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 được rồi, buông ra đi. Tôi tự lo được cái chuyện của tôi. Sách anh đằng kia cũng ướt kia kìa. Lo về đó mà gom đi. Mưa gió dày rồi không biết sao mai đi bán. Có gì ngày mai trời nắng bán bình thường. Áo dài ướt rồi sao đi bán? Thì ngày mai mặc đồ khác cũng được vậy? Không, tôi chỉ mặc áo dài thôi. Tại vì tôi hứa với cha tôi á là tôi sẽ mặc áo dài. Cho cha tôi đã nhìn thấy hình ảnh làm nữ sinh của tôi. Vậy trước lúc cha tôi mất chưa kịp nhìn thấy điều đó. À vậy hả? Vậy nói chung là con cái áo dài đúng không? Mệt anh quá à. Ai nói anh có áo dài? Áo dài nhà tôi nhiều lắm, nguyên bộ sưu tập á. Mệt mỏi. Vậy thì lấy thêm cái này đi. Tự nhiên đưa sắp giấy trắng chi vậy? Thì về mà áo dài. Hai mượn đem về đi để may sơ mi cho Tết có mặc cho người ta. Không sao đâu, nhà nhiều sơ mi lắm rồi. Mai đi. Không, tôi không có lấy đồ của anh đâu, liên quan gì? Có giữ đi. Ê đừng 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 có làm như vậy, hư cái áo dài hết. Nó ướt bây giờ không giặt nó không khô, ngày mai lấy gì mà mát. Không được, đừng làm gì nó hư cái áo dài. Áo dài của tôi muốn làm hư cái áo dài, bởi vì tôi thích cái áo dài. Tôi thích cái người mặc áo dài á. Thích người mặc áo dài phải không? Ra chỉ cho ở trong trường nè, nhiều lắm. Tôi biết nhưng mà tôi thích cô. Thích tôi? Ừ. Dữ à. Anh bị bệnh hả? Anh lanh tay lẹ miệng như vậy á, miệng bằng tay bằng miệng, thế nào cũng làm ăn chân chính rồi sau này sẽ tìm được một người phụ nữ thích hợp, rồi sẽ tìm được một người phụ nữ đẹp. Là cô á. Hiền lương. Là cô á. Đảm đang. Là cô á. Thông minh. Vẫn là cô á. Thôi đi, anh điên hả? Tôi nói tôi không có đức tính đó đâu. Anh về anh tìm người nào phù hợp đúng với cái mơ ước của anh á. Tôi không có những cái điều anh vừa nói. Cô không biết đâu, có những thứ cô không thấy không có nghĩa là nó không bao giờ nó tồn tại. Có những thứ anh không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Ví dụ như là... Cái gì? Người yêu của Thúy. Sao sao mày? Tao chưa bao giờ tao thấy mày bán sách mà có đứa nào ra phụ nha. Không bao giờ anh nhìn thấy người yêu của tôi được hết. Bởi vì người ta luôn ở đằng sau tôi kìa. Ở đâu mà ra đằng sau? Ừ.
giữ đi. Nó sẽ giúp cô có cuộc sống hạnh phúc hơn. Nếu gặp hoạn nạn gì, hãy mở ra trang 30 nha. Thằng cha trời ơi, này tiền đưa cuốn sách này cho tôi chi vậy trời? Thương nhau để đó. Bệnh rồi. Chào anh. Ở đâu? Diễn đủ rồi. Cho mời má Mộng Mộng. Trời ơi, chào con. Trời, lâu quá mới gặp con gái của má. Dạ, lâu quá mới gặp má. À, sao con? Sao nè? Má ơi, má có cần con gãi giúp má không? Chi con gãi gì? Con thấy má hơi ngứa. Mày điên hả? Con như kiến cắn má vậy, má chạy qua chạy lại nãy con giờ. Con bán cái đầu mày ụp xuống đất bằng cái mặt đường luôn, mày tin không? Hôm nay tự nhiên tới đây kiếm con làm chi? Trả nợ cho má chứ làm gì con. Chuẩn bé ngây thơ tao phấn khích quá. Phấn khích dễ sợ. Trả nợ đi con. Tiền cá. Lỗ rồi. Không sao, còn tiền kem mấy đứa. Tiền kem. Ủa luôn. Má tuột đường. Má mệt quá nè. Má hơi... Trời ơi, con làm má hoang mang quá. Vậy là bây giờ con có tiền trả má không? Dạ không. Nó ngây thơ. Không quá. Đi. Từ từ có. Từ từ có hả? Mẹ đang đi bán nè. Rồi cả đời này không bao giờ mày trả được nợ cho tao. Chứ bây giờ má làm khó làm dễ con thì con đâu có tiền đâu mà trả. Bây giờ có tiền không? Không. Tán đó. Trời ơi à. Má ơi là má. Bây giờ má có đánh con hơn ngàn bạc tay nữa thì con cũng đâu có tiền nào mà trả cho má. Không có tiền trả hả? Tán má. Trời ơi. Má. Đỡ má đi. Đỡ má má đi. Má bị mất phương hướng. Kiếm cái địa điểm. Tao thoát vị rồi. Kiếm. Đúc cái địa điểm đó. Má đi được rồi. Trời, cảm ơn con. Nói nghe nè, bây giờ không có tiền trả hả? Dạ. Trời, con bé dễ thương, tao thương nó ghê á. Qua xiết sách đập nó cho tao. Dạ. Không. Lấy người đừng đánh của tôi. Bây giờ để tôi cùng buôn bán. Cóc, buôn không trả. Buông ra đây. Nói ra. Đập đó. Mày kia, nghe ra đi. Nghe ra đi. Ủa người hay xe hơi vậy? Tự nó đi mà. Nín mày. Tao nhân dịp mày xúc phạm tao ngày hôm nay nha. Đập hai nó nữa. Đó. Anh Long ơi, anh cẩn thận nha. Long ơi. Đập rồi, trời ơi. Đánh bắt tao để đâu luôn. Mọi người dừng tay lại đi. Cứu người. Cứu người. Đập tiêu của tao hả? Chị, chiến đấu. Chạy ba ơi, mưa ba ơi. Chơi trời luôn. Tôn sao, quyển sách gì? Thương nhau để đó. Anh bị thương vậy không lo, đi bác sĩ đi, sách vở. Lấy quyển sách đi. Đây nè, sách của anh đây nè. Mở ra. Mở ra anh chi? Mở ra đi. Trang 30 đúng không? Đúng rồi. Tiền ở đâu mà nhiều quá vậy? Mà anh đưa tiền cho tôi chi? Tiền của tôi á. Tôi đưa tiền là bởi vì tôi không muốn thấy cô phải bán sách lòng đầy đường, mà phải là tôi đi bán. Anh khờ quá à. Tôi mới xứng đáng cái điều đó. Trên đời này còn bao nhiêu không, người... Không. Tình yêu không bao giờ nó trước điều gì cả. Lần đầu tiên gặp cô, trong đầu tôi hiện ra 7 chữ: bỗng dưng muốn yêu và đã yêu. Anh Long. Anh Long ơi, anh tỉnh dậy đi rồi em cứ nói cho anh nghe một sự thật mà anh rất muốn biết. Em có thích anh, em thích anh nhiều lắm, nhưng em luôn lẩn tránh điều đó vì cho rằng mình là người phụ nữ không xứng đáng với tình yêu đó. Em nợ anh một lời xin lỗi anh Long à. Và từ tay anh mất anh hồn nhiên đến em. Có thích anh không? Em có. Thề nha. Em thề. Yeah. Nó thề rồi đó nha.
Cuối cùng cô đã nói là cô thích tôi. Nè nè nè, tôi nói nghe nè, anh làm ơn là anh người lớn lên được không? Sao lúc nào cũng như đứa con nít vậy hết trơn, làm sao tôi dám yêu anh? Bây giờ làm bạn gái tôi nha. Không. Chết nữa đó, chết nữa đó. Đó đó, thấy chưa? Mới có chút xíu chuyện là cái báo con nít ra rồi. Bây giờ làm bạn gái tôi đi, tôi hứa tôi sẽ đảm bảo là yêu cô suốt đời, bên cạnh cô mãi mãi. Tôi đồng ý. Không được đi bán sách dạo lòng lề đường nữa nha. Tôi lấy cái gì mà tốt? Cũng là bán sách nhưng mà có chỗ bán đàng hoàng. Ở đâu? Thế sao? Có quầy sách được mặc áo dài đi bán như điều mà tôi thích. Tôi xin lỗi vì bấy lâu nay không đón nhận tình yêu của anh sớm hơn. Không sao. Em thích anh. Làm người yêu anh nhé baby, rồi làm vợ anh nhé baby. Không hiểu, không hiểu, không hiểu, không hiểu, không hiểu. Gặp em tự nhiên trái tim này mà trái. Nhảy xuống bên phải, phê toán có thể tính 1 bằng 2. Trong cái thời gian vừa qua là anh đã thấy em đã rất là cố gắng. Có lẽ là ngày hôm nay anh nhìn thấy một Trịnh Tú Trung có những cái sự thay đổi. Cái tổng thể của cái tiểu phẩm nó đem lại rất là nhiều tiếng cười, nhưng nó chưa xoáy về em nhiều. Cái dàn hỗ trợ của em nó cũng khá là dữ dằn, cho nên mình phải chia mảng miếng cho tất cả mọi người. Cái tiểu phẩm này nó dễ thương, nó ngộ nghĩnh, nó cũng có một cái thông điệp về tình yêu. Cái tiểu phẩm hôm nay anh đã coi đã, em có một tiết mục tốt. Cảm ơn Trịnh Tú Trung. Một tràng pháo tay hơn nữa để chúc mừng cho nghệ sĩ Trịnh Tú Trung. Cái lời xin lỗi lớn nhất thì dĩ nhiên lời xin lỗi đó mình dành cho khán giả. Khán giả là người yêu thương, chính khán giả là những người góp phần để cho Trung có cơ hội, nhưng chưa có nắm bắt tốt nhất. Thật ra là mình không thể nào nói tốt hơn được. Giờ mình phải làm cái tốt nhất kìa. Nhìn lại một chặng đường dài, Trung có 8 tiểu phẩm thì nó còn có cái hay và còn có cái chưa hay. Lẽ ra Trung phải trân trọng từng phút từng giây để tất cả mọi thứ đó đều là tốt nhất, hay nhất thì mới xứng đáng với tất cả tình cảm của quý vị khán giả. Nhưng mà mọi người ơi, Trung là một người trẻ. Trung nghĩ là mình chịu thử thách, chịu học hỏi. Trung hứa là ngày nào Trung còn làm nghề thì ngày đó Trung sẽ còn tiếp tục cố gắng, tiếp tục lắng nghe ý kiến của quý vị khán giả và sẽ ngày càng tốt hơn. Xuân đã về, xuân đã về, kia bao ánh xuân về tràn lan. Mọi người về quê ăn Tết vui dữ hen. Về quê ăn Tết không? Cầm cái mai về làm lọc ha. Thôi vậy nha, năm mới vui vẻ ha. Bye bye. Thiệt ở cái đường gây xe lửa này, thấy mọi cuối năm thấy ta về quê ăn Tết vui gần chết luôn. Ủa kỳ ta, cúng mà thiếu con gà sao được. Thiệt tình đầu óc chỗ này lú lẫn quá. Vô lấy con gà đã coi. Nhanh đi bà ơi, trời ơi. Đợt bà con gái gì mà đi chậm chạp quá trời quá đất à. Đi chợ mua mà có mấy món đồ Tết mà đi gì có buổi vậy. Nè, bao nhiêu đồ ông quải lên người tôi hết. Tôi mà còn chỗ tôi treo ông lủng lẳng trên đầy rồi nha. Bà là trụ cột của gia đình mà, ráng lo đi đó. Tôi không thương ông, cái lưng ông bị là tôi cũng không sách vậy đâu đó. Chồng rồi vô ông đây. À quên quên, cái con búp bê á để riêng ở ngoài nghe, để tôi ôm nha. Búp bê Trinh á. Gì? Búp bê gì? Con búp bê tên Trinh. Nè, vô soạn đồ đi. Nhanh đi. Ừ. Chuối. Chuối của ai làm rớt trên bàn vậy ta? Phải có cái con gà luộc ra rồi cúng rồi nó mới đó đó, một bên gà luộc rồi một bên chuối. Ủa tôi nhớ tôi mang ra rồi mà, sao chỗ này đầu óc lú lẫn dữ trời. Cái chuối đâu rồi? Không đủ. Alo, vâng, thầy ơi yên tâm à, con mua vé tàu rồi. Vâng. Hơn 2 tiếng rưỡi nữa là con ra tàu rồi, thầy yên tâm. Vâng, năm nay về là con có quà cho thầy. Con mua hẳn một cái đôi giày hiệu thầy đi. Đi xá về thì có quà ý mới nữa. Thôi, con kiếm cái chi con ăn cho nó ấm bụng mà con lên tàu nha thầy. Vâng, thôi.
mà vô ý vô tử để con gà trần truồng ở đây. Chả biết thương động vật gì cả. Trần truồng để đấy nó lạnh lèo mà mình rắn. Thôi chui vào bụng ta cho nó ấm nè. Chuối đâu có ngàn mang nãy chuối. Thôi ta cúng gà rồi con gà mất luôn rồi. Ủa chị kỳ trời, cái xóm này đâu có bao giờ ăn cắp giặt đâu. Sao bữa nay có ai lấy không? Tôi bực bội rồi đó. Cái chân chỉ mà ồn ào rửa em nữa. Phải, nãy ông Tư đây nè. Ông Tư có để nãy chuối với lại con gà. Quay vô lấy con gà, mất nãy chuối. Quay vô nãy chuối, quay qua mất gà. Thôi được rồi, chú Tư yên tâm đi. Ăn cho con một miếng đi rồi từ từ giải quyết sau. Không phải, cái nào? Đúng rồi không? Con hiểu không? Ba cái đồ cúng kiến. Vâng. Mình phải đợi cúng trong mình ăn. Vâng. Mà ăn cứ cúng là có lỗi với ông bà. Có lỗi em. Nước tổ tiên. Vâng. Hiểu. Tại sao lấy con gà của ông Tư? Ông Tư dặn rồi, cái gì vậy? Đồ cúng là phải cúng cho tàn nha, xong rồi lấy ăn. Tao có tiếc mà cái gì đâu. Thì đó, con biết là chủ Tư kiểu gì cũng cho con ảnh mà. Mà bây giờ con đời mà tàn nhãn thì tàu con chạy mệt rồi. Cái tật nhận được nghe chưa? Ông Tư có tiếc mày gì đâu. Mà chủ tốt với con, chủ cho con ăn nữa rửa. Con ở đấy là chủ à, chủ cho con nợ tiền phòng nữa. Chủ là rất tốt. Ý chán như là cái tên của chủ. Ừ. Chủ tên Xuân nữa. Đúng rồi. À, ba má chủ đặt cái tên Xuân là muốn chủ lúc nào là cũng có mùa xuân, đúng không? Mày hiểu ý ba má à, chú rồi đó. Nhưng mà con chưa biết là cái tên cụ thể của chủ là chí. Lạc mất mùa xuân. Nghe cái tên chủ mà con nhằn nghẹn luôn á mình á. Thôi chú giỡn với mày thôi. Nè, chú Mỹ, thấy cây mai chú dữ dằn không? Không, vâng, đẹp. Đẹp không? Phải đẹp. Đợt này ở lại ăn Tết chú tới mùng 2, mùng 3 Tết về chú làm. Thôi, con về thay ú con. Năm nãy là ở ngoài đỉnh rồi, để là bị lụt mất mùa. Về thay ú móng con. Ở đi, chú lì xì cho mày. Thôi. Thôi, được rồi. Về với ba má đi. Có năm mà sống xa nhà, Tết nhất phải về với gia đình, hiểu không? Dạ, chú yên tâm đi. Để con dọn đồ mình nè. Ê, cái thằng kia. Cái phòng đó của vợ chồng ta. Mày vô chi vậy? Nghĩ ơi. Nghĩ. Cái gì mà ông đập cửa tôi ôm sùm vô ông Tư? Phải, tại Nghị nó mới chạy vô, tôi sợ vợ chồng ông ăn gì đó là nó vô nó kỳ. Nghị nào chạy vô đây, cái phòng của tôi, vợ chồng tôi đang soạn đồ không về quê. Không phải, nó mới ông chạy vô thiệt. Nó mới chạy vô đây tức thì. Thằng Nghị đâu mà thằng Nghị? Nghị ơi. Nghị. Cái chú gì chi vậy chú? Đó. Đang dọn đồ mà đừng có làm phiền con như rửa. Phiền vực. Không phải, tao thấy mày mới chạy đây mà. Con phòng con là điếm, con đang dọn đồ. Không phải. Mày gái mày nghe tao nói nè. Nghị ơi. Nghị ơi. Này, cái gì vậy? Phiền quá, dọn đồ cho về quê mà ông cứ gõ cửa hoài. Không phải, này. Cái phòng này không phải là phòng của ông. Cái phòng ông phòng bên tay phải mà, đúng không? Ờ, à, chết cha. Ủa, phòng tôi bên kia hả? Ông vô lộn phòng nha. Ê, xin lỗi, đừng có nói nghĩ nghe. Ừ, đi về phòng mình đi. Rồi. Ủa, sao? Ông Dũng, ông bị điên à? Nhà bên đây mà. Đi về nhanh lên. Ủa, vợ tôi kìa. Ê, để tôi về phòng tôi chứ. Sao kỳ vậy? Nhà tôi sẽ đóng cái mật thất vậy trời. Ờ, ông Dũng ơi. Có chắc là nhà ở đây phải không ông Dũng? Ông Dũng ơi. Chắc mà. Phòng tôi đây nè. Tất cả bước ra ngoài hết. Nhanh lên. Thì chỉ mà ồn ào rửa ấy mới nữa. Ta về quê mà làm. Sao mày? Dạ ông đâu? Kêu ra luôn. Mà cái gì kỳ cục chứ không biết nữa. Mình cứu tôi mình. Nhà có cái cửa lớn không chịu đi. Đặt nó cái giò một khúc nè. Cái cửa nó cao vậy. Thì ta đi cửa lớn đi. Mày đặt thọt ra chứ. Rồi leo ra không được. Rồi hai người đỡ giùm hai vợ chồng tôi luôn đi. Cái nhà tôi bên đây nó có cái gì đó. Nó hơi sai sai rồi đó. Nha. Tại sao vậy? Cái vách chính giữa là tôi với thằng Nghị là đồng loạt phá. Tại vì cho nó mát, cái bên này nóng quá. Nóng chịu không nổi. Nhưng mà ông yên tâm đi, tối là 2 tiếng đồng hồ tôi kéo cái màn lại. Chi vậy? Kéo màn lại tôi. Gì? Chuyện của người ta hỏi chi. Đúng không mình? Chú. Cái gì? Trong 2 tiếng đồng hồ đó, con không ngủ được.
Con cũng không học bài được. Sao vậy con? Con đừng có khóc. Sao hai tiếng đó không ngủ được, không học bài được? Nói chú nghe chú giải quyết. Con rinh. Mình đứng đi. Lòng. Bây giờ con ăn Tết tôi không? Con mới về Tây U con. Thôi con dọn đồ đi, con dọn đồ đi. Con ốc, sao? Ở tới mùng 2, 3 Tết là về. Không, tôi phải về. Tôi hứa với con tôi rồi, đâu có hở lỡ lại được. Thôi về xong rồi lên bây giờ sửa bút bách cho tôi nghe chưa? Con có dùng cái vách này để từ từ. Nhanh lên, dọn đồ. Chú Tư ơi, chú Tư ơi. Chú Tư ơi, mệt rồi. Mệt rồi, mệt rồi. Cái gì từ từ rồi, chú ơi, dọn cho coi. Mệt rồi, mệt rồi. Mất cái gì, bình tĩnh đó chú nghe, mất cái gì? Mệt dây. Nói chuyện mày tự nhiên mày chửi tao mất dạy. Mình bê mệt ra mày mệt dày mệt dẹp á mệt dày dẹp á dày à, mất dày dày rồi cái dây cái vẽ tàu có nó bỏ trong cái dây nữa chết cha vẽ tàu để đâu đâu rồi mình không có vẽ tàu mình rắn mà con về với thi u con ơi chết mà, rồi mình ơi mình mất rồi mình ơi ông Tư ơi ông xử lý cái vụ này giùm tôi với ông Tư. Cái vụ gì nữa? Mất cái gì nữa? Vợ tôi mất. Mất cái gì? Mất trình. Mất hồi nào? Sáng còn giờ mới mất. Hoang mang quá chú ơi. Mới mất kêu mất. Tôi mất con búp bê tên Trinh. Búp bê ông ơi. Quá. Ở không quá thì nói là con búp bê tên Trinh là được rồi. Mà cái chuyện nó bình thường đâu, có gì đâu. Thì mất thì mua con khác về cho đứa nhỏ, có gì đâu. Mua con khác thì nói gì. Tôi mất con búp bê đó không có đáng là bao nhiêu tiền chứ. Nhưng mà hai cái vé tàu tôi để trong con búp bê mất luôn là sao chú vợ ơi, chồng sắp tới giờ tàu chạy rồi chú. Rồi bình tĩnh đi. Thì bây giờ ở đây đi, rồi tôi kiếm thì nào có giấy tàu rồi về. Trời ơi, sao tàu bây giờ tàu chạy dễ hơn tới giờ. À, được rồi, để tôi nghiên cứu nha. Nhà tôi là từ xưa giờ không bao giờ có vụ ăn cắp vặt. Tại sao lại như vậy? Để tôi điều tra trong nhà này coi. Mấy người là khứng giái tổ tiên, khứng giái coi. Có ai tìm ra được cái giấy xe đi. Giấy đi mình, giấy đi mình. Tôi phải suy nghĩ mới được. Tại sao như vậy? Tại sao có thể? Hai! Đưa tôi lên bàn thờ hồi nào vậy? Mời đây, để tôi suy nghĩ cho. Thôi khỏi đi, bây giờ mình vô mình lục đồ. Con vô con kiếm. Ông kiếm kỹ con. Bây giờ tàu chạy rồi trời ơi. Kiếm tôi kỹ, con còn không có thì ta đi mua cho cái vé khác. Không có rồi chú ơi. Không có rồi, vé về đi đây. Chắc chết luôn. Bây giờ mất vé rồi. Ông để cho ông Duy vậy. Thôi ráng năm sau tôi với bà về nha. Ông nói gì mà nghe được hả? Trời ơi một năm có một lần đâu mà tiện giờ kêu không về. Không hay quá à. Bây giờ coi còn tiền không? Bây giờ hết tiền mất vé đúng không? Tôi với ông đi bộ về cũng được vậy. Đi bộ về luôn hả? Chứ sao? Cho ông cuốn lịch 2017 đó. Ôi chi vậy? Sao ông giữ xài? Tôi đi bộ về tới nhà là 2018 rồi. Thôi được rồi, cảm ơn nha. Con đang kiếm, mày kiếm được chưa? Con kỹ đi. Bây giờ không có rồi. Không có vẻ tông rắn mà con về mày thay ủa con được. Thôi, mày chưa. Cái gì vậy? Ai gọi vậy? Chú ơi, thầy con gọi. Alo, thầy. Vâng, con đang ở trên tàu rồi. Con đang chuẩn bị về với thầy U đây. Vâng. Con về với thầy U. Con ở trên tàu à? Trên tàu là có mấy lạnh nè. Có mấy người ở quê mình nè. Có mấy người ở quê tốt với con lắm. Lúc nãy có cái chú kia còn cho con ăn đùi gà nữa. Vâng, thầy U yên tâm, sáng mai con về với thầy U rồi. Vâng. Con phải về thôi. Bây giờ mà không có vé, con ra ngoài bến xe, con leo lên nóc xe, con chui xuống gầm xe, miền nắng mà con về với thầy U con là được rồi.
Sao con nói láo với gia đình chứ vậy con? Con sợ thầy ố, con buồn. Ông kiếm lại con ơi, tôi để con có để trong đây không? Có cái vé tàu rồi, rắn mà chú lấy dây của con rồi. Trời ơi, ông chơi gì ác gì ông Tư, trễ vé, trễ giờ người ta về quê rồi. Chú có vé, chứ mà chú lấy cái dây của con rồi, mất dây. Không mất dây, giờ có dây là con. Cái này con chửi thật nữa nè. Chuẩn bị đi. Tôi cũng xin lỗi mọi người. Tết nhất là thấy mọi người về quê ăn Tết, có gia đình vui, vui lắm. Còn tôi á, con trai đi nước ngoài biệt biệt mười mấy năm trời, chưa một lần nó về với tôi. Có nhiều khi gọi điện thoại cho nó, nói ba mày bệnh nặng lắm. Nó kêu vậy bệnh vô bệnh viện, cứ vô đi rồi xong rồi con gửi tiền về cho ba thanh toán bệnh viện. Rồi của nó cũng không về luôn. Hứa rồi cũng không về. Nên tôi mới bày cái trò này ra. Thật sự ra tôi thương mọi người. Tôi muốn mọi người ở lại ăn Tết với tôi, để tôi đỡ thấy cô đơn. Nhưng mà nghĩ lại thấy mình ích kỷ quá. Tết thôi cho tôi xin lỗi. Bây giờ đi ra tàu liền. Trễ giờ bây giờ đi. Tôi xin lỗi. Đây từ từ khoan. Đây mang cái này về làm lòng, cho gửi lời hỏi thăm nhỏ dưới quê nha. Đi về liền, đi đi. Đi nha anh Tư. Đi về liền đi. Anh ở lại ăn Tết vui vẻ nha. Sao mà dù gì mười mấy năm nay anh cũng ăn Tết một mình rồi, thêm năm nữa cũng đâu có chết đâu. Năm ăn Tết lên rồi kiếm nhà khác ở nha. Tôi không cho mướn nữa đâu. Về đi. Chúc không có vui. Tôi bị đuổi đó hả? Quá giỡn với ông thôi. Đi về đi. Tranh thủ nhanh. Ra tàu về liền. Tôi về. Tranh thủ về. Lên rồi tôi sửa lại cái từ. Rồi đi về đi. Nhanh lên. Cho tôi gửi lời hỏi mà con đi đi. Tôi về nha con. Chúc Tết gia đình vui vẻ nha. Rồi con đi về. Đi. Trễ tàu bây giờ. Đi về nhanh. Chú Tư, một năm trời qua con ở nhà chú, chú tốt với con lắm, con thương chú như cha con rồi. Con muốn ở lại đây ăn Tết với chú cho chú đỡ cô đơn. Nhưng mà Tết là ngày sum họp gia đình, con không bỏ ba má đẻ con được. Đang đi chăng nữa con cũng phải về với thầy ú con. Thầy ú ơi, con về với thầy ú đây. Trong mắt con chút không ngờ, cô thị đang tết ta, chẳng nơi đâu bằng nhà ta. Sao này chẳng có con, mẹ đang khóc nghe mẹ con xin. Sao về một ngày, giấc mơ của con đã Oh,
hôm nay các bạn cho mọi người một cái cảm xúc rất là lớn. Mặc dù cái tiểu phẩm các bạn nó không có ầm ĩ, nó không có hoành tráng, nhưng hỏi có tiếng cười không? Có lắng động không? Có. Tôi khen các bạn có một cái kết đẹp, không thoại, không gì cả. Và cái đoạn đó Lê Nam diễn làm tôi rất là thích. Cái cảm giác mà mười mấy năm xa con thì nếu mà mình diễn theo nhiều kiểu cũng được, nhưng mà cái cách này thì tôi thích hơn. Cách này tôi thấy nó đã hơn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Thực sự đến với chương trình Cười Xuyên Việt này thì được gia đình, cha mẹ, rồi vợ con, rồi anh em trong gia đình rất là ủng hộ. Lúc nào cũng Nam ơi cố gắng tập nha, Nam ơi gán suy nghĩ tiểu phẩm cho tốt nha. Thì lúc đó mình cảm giác mình rất quạo, ai cũng muốn mình làm tốt thôi. Tại sao cứ là đốc thúc mình, gán nó làm tốt nha, làm tốt nha. Nhưng thực sự ra mình tập đêm tập ngày. Thì ở nhà mình, gia đình mình cũng ngày đêm cũng về mong là thằng Nam nó thi sao rồi, thằng Nam nó làm bài thì tốt không. Bữa nào mà mình thi tốt mình vui, nhưng mà về nhà thấy gia đình mình vui còn gấp 10, gấp trăm lần hơn mình nữa. Thì có lẽ cái đó là cái lời xin lỗi mà Nam muốn dành nhiều nhất. Đó là Nam dành cho gia đình của Nam. Bởi vì chỉ có nơi đó là cái động lực để mà Nam phấn đấu trong cái nghề của mình. Năm nghệ sĩ đã có những phần trình diễn xuất sắc, và bây giờ là kết quả. Ba nghệ sĩ sẽ bước vào đêm chung kết xếp hạng sẽ là ai? Gia Bảo, Mai Ca, Buka, Lê Nam hay Trịnh Tú Chung? Tất cả sẽ có ngay bây giờ. Hiện tại thì Bảo Quân và anh Tú đang cầm trên tay kết quả 3 tấm vé bước vào đêm chung kết xếp hạng Cười Xuyên Việt. Đầu tiên là người có số điểm cao nhất, tổng 39 điểm, đã thuộc về nghệ sĩ Gia Bảo. Một tràng pháo tay cho nghệ sĩ Gia Bảo. Và nghệ sĩ cầm tấm vé thứ hai bước vào vòng chung kết với số điểm 38,75 đã thuộc về nghệ sĩ Puka. Và như vậy chúng tôi còn 3 cái tên chưa được xướng lên, 3 nghệ sĩ nhưng chỉ còn 1 tấm vé nữa thôi quý vị. Và bây giờ tôi xin công bố luôn 3 số điểm còn lại. Một số điểm là 38 điểm, một số điểm 38,5 và còn lại là 38,75. Và số điểm 38,75 đã thuộc về nghệ sĩ Lê Nam. Xin chúc mừng nghệ sĩ Lê Nam nhận được tấm vé cuối cùng của mình vào đêm chung kết xếp hạng Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2016. Vâng, kính thưa quý vị, và xin được một lần nữa chúc mừng cho 3 nghệ sĩ, đó là nghệ sĩ Gia Bảo, nghệ sĩ Puka và nghệ sĩ Lê Nam. Chương trình Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2016 do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Hang thực hiện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ năm 2016 đã tìm ra 3 cái tên xuất sắc nhất: Gia Bảo, Puka và Lê Nam. 3 phong cách hoàn toàn khác nhau. Ai sẽ có được tiết mục xuất sắc nhất đêm chung kết xếp hạng để đến với danh hiệu quán quân Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ mùa 2 cùng chiếc cúp vàng vô cùng giá trị? Đón xem đêm chung kết xếp hạng Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ được truyền hình trực tiếp lúc 21 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2017 nhằm ngày 29 Tết trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại lúc 11 giờ 45 phút ngày 27 tháng 1 năm 2017 nhằm ngày 30 Tết trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 với chủ đề Tôi Tỏa Sáng. Vậy là đoàn tàu mang tên Solo cùng Bolero đang tiến vào sân ga cuối cùng. 4 lữ khách cuối cùng sẽ bước xuống sân ga và tìm cho mình một ngã rẽ trong trận chiến cuối cùng đêm chung kết xếp hạng. 4 lữ khách họ sẽ lần lượt xuống sân ga nào? Ga Hà Nội sẽ đón Lê Trinh, hay ga Biên Hòa sẽ đón Duy Khánh, ga Dĩ An sẽ đón Quỳnh Như? Con Tum không có sân ga, liệu Ngọc Hương có thể mang sân ga Bolero về với miền núi cao nguyên
hãy đón xem đêm chung kết xếp hạng của Solo cùng Bolero 2016 được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 vào thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2017 và phát lại lúc 11 giờ 45 phút thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.